Chào cô chú anh chị, các bạn đã quay trở lại với Pháp Phụ Vlog nha cả nhà. Hiện tại là trước mắt của chú anh chị là cặp kỳ lân đã được đem ra dời ra cổng rồi, cô chú anh chị thấy không? Đó, đã dời ra bên cổng rồi cả nhà. Thì bữa là có thông báo rồi, tức là nghĩa là khi mà chị Hồng Loan không cho để cặp kỳ lân này phía trên bên trên mộ cả nhà, thì để xuống dưới thì lập tức là hoa viên người ta không đồng ý của chú anh chị, phải để lên phía trên mộ, còn không là phải đem đi lên hoa tệ đàn đó, lên bảo tàng đó của chú anh chị. Thì bây giờ cặp kỳ lân đã được đưa ra bên ngoài cổng rồi cả nhà, nó được đưa vào phía ngoài cổng rồi, cô chú anh chị thấy không? Đó, đã được đi, trước khi đi vào là đưa vào cổng rồi cả nhà. Đó, giữ trước cổng ở đây là khu mộ, giống như là khu nghệ sĩ mà đúng không rồi. Những riêng là trấn giữ ở mộ của chú mà tất cả những cô chú nghệ sĩ ở đây luôn, không có cho ai vào quậy phá hết đó, cô chú anh chị thấy không? Cặp kỳ lân đưa ra ngoài cổng rồi cả nhà đó. Rất là nhiều khán giả bức xúc về cái cặp kỳ lân này, và bây giờ là hai con đẹp ra ngoài. Em nghĩ là cái vị trí này cũng chỉ là tạm thời. Nhưng mà đáng lẽ là đặt ở trong mộ á, mà có cái điểm báo đó. Có điểm báo luôn hả? Ừ, có cái điểm báo. Ghê vậy trời. Báo hả? Thì mấy anh em cứ nghĩ đi, thì vô trong đi sẽ cho cái điểm báo. Wow. Vậy là có một cái điểm báo nha cả nhà. Khi mà đưa hai con kỳ lân ra đây là có điểm báo, thì cái anh trai này anh đã chia sẻ là có cái điểm báo rồi cả nhà. Thì mình sẽ vào bên trong mình coi ngay anh chia sẻ như thế nào nha cô chú anh chị. Thì khi mà chị Loan xuống á, thì chị Loan gặp hai con kỳ lân đó luôn. Nhưng mà khi mà để ở trên cái mộ á, là đầu tiên buổi sáng á, là Hoa Duyên không chịu. Hoa Duyên là kêu để dưới đúng không? Rồi khi chị Loan xuống á thì kêu ghim lên. Nhưng mà vô tình bữa đó có điểm báo là nó bị mễ đó, mẻ đó, lại một phần mộ. Thì bây giờ là sẽ quay cho cô chú chị xem tận cảnh luôn, bị mẻ một phần mộ nha cô chú chị. Cái này là đã khẩu, đã nguyên khẩu nha. Anh em có biết không, nó cẩu rất là nặng đúng không? Mà mức độ nặng dày của nó rất là dày nha. Mà khi cái điểm báo cái con kỳ lân mẻ luôn nè. Cái này không phải đơn giản đâu, một cái điểm báo không được đặt lên đây nè, mà vinh xuống cũng được, mà vinh vô tình mẻ nguyên một tảng đá khối luôn. Mộ mà mẻ không được nha, hiểu không? Mộ là mẻ không được, cho nên là phải di chuyển. Đây là cái điểm báo này nè. Thì tại sao chị Loan không cho để bất cứ vật nặng trên mộ luôn, cả cuốn sách mà người thấy không, đâu có đặt để đó đâu. Cái chi tiết này nè rất là hay nè, tại nguyên cục đá khối đâu phải nó nặng lắm chứ bộ, đâu phải mà vô tình cho nó mẻ góc này nè. Đức mẻ đâu tiêu, thấy không, mẻ hai kỳ lân nuốt rồi. Mà di chuyển hôm nay đảm bảo chị Loan rất là vui luôn, đảm bảo luôn, chị Loan rất là vui, rất là hài lòng luôn á mọi người. Một phần mà đá khối này mà mua phải muốn mẻ là mẻ đâu. Mẻ hết rồi cả nhà. Đó. Mẻ hết luôn. Đã cứng lắm mà vẫn bị mẻ. Đây là một cái điểm báo như này. Cho nên hai chú kỳ lân này không có duyên để ở đây. Đúng rồi. Không có duyên để ở đây. Luôn cả để dưới đất cũng không được, để trên cũng được. Phải di chuyển ra ngoài. Thì đó là lời chia sẻ của anh đó, đã nói là cái điểm báo của chú anh chị. Thì và lập tức là ngay sáng hôm nay là cặp kỳ lân đã được dời ra ngoài cổng rồi cả nhà. Tại sao mà nói cho nó nghe nè, tại sao mà chị Long vừa xuống là cặp kỳ lân vừa có mặt luôn đúng không? Đúng rồi. Sáng hôm đó là để dưới đây, và khi chị Long xuống là chị Long để đặt ở đây. Đúng rồi. Nhất quá tam ba lần. Đúng rồi. Lần thứ ba là cậu đi, có phải vậy không? Là ba lần như vậy. Lần đầu cặp kỳ lân là để dưới đất. Đúng rồi. Đúng không? Rồi khi mà chị Long lên, không để trên đúng không? Đó, phải vậy không? Không, như là hồi chị Long là đúng rồi, nằm trên luôn, nằm trên. Chị Long xuống á thì mới để dưới xuống dưới. Đầu tiên là Hoa Duyên là không cho để dưới, mới cho để trên. Nó dướng víu. Đúng víu. Là lần thứ hai, thứ ba nữa là di chuyển ra ngoài luôn, là nhất quá tam đó. Bây giờ là ba lần là bắt đầu ảnh đi luôn. Đi luôn đó. Là tới nếu mà lần thứ tư là cũng là đi mãi mãi luôn. Lần thứ tư là ra khỏi Hoa Duyên luôn. Như có tam đó thật sự mà mẹ luôn mà. Lần đầu ở trên, lần hai để dưới, lần thứ ba nó đi luôn. Mình phát hiện là mình thấy chỗ mộ cậu là cậu hút xì gà hay thôi, mùi xì gà hả, hút xì gà.
thơm mùi xì gà quá. Không biết ai mà cho cậu hút xì gà vậy ta? Có xì gà không? Cậu có hút xì gà thơm quá cậu. Ở đi phút đen đen đó không? Cái này là anh mấy anh em cứ ngồi mấy anh em cứ suy nghĩ đi, cái này là đúng sự rồi mà nói. Đúng. Đây là điểm báo mà. Là đúng cái rồi, con năm đâu phải dễ đâu. Nói chung ra là chỗ cái mộ cậu á mà mọi thứ là cậu năm không nói được nhưng cậu năm sẽ làm một cái điểm báo đó nha. Người thân người ta thấy người ta cũng sốt ruột chứ bộ. Với lại cái cặp này á là nói chung ra là nó không có duyên để ở đây. Ừ. Nó chừng ba lần di dời. Là di dời là chắc chắn là di dời luôn á. Muốn đặt cái gì cũng phải có mà. Phải có con ngài, con hướng đồ hoàng chứ không phải là muốn để đồ để đâu. Người nhà nữa. Nó không có chịu. Ừ. Em đặt bất cứ cái gì cũng vậy hết. Chứ không phải có con ngài, con hướng hết. Chứ đâu phải là muốn là đặt đâu. Rồi. Không thì nói chung ra là nấu như là cắt tiền thử thách như là đúng, tại vì cắt tiền thử thách á đã làm bên cái ngành chợ hòm thì cũng lâu rồi, là những cái dạm hiểu là cắt tiền thử thách cũng hiểu được phần nào đó, là cắt tiền nói thì như là tụi anh á thì cũng nghe được những cái thông tin em nói là anh cũng đồng tình là chính xác đó. Đúng rồi đó anh, lại ba lần rồi mà anh. Vậy đó nha, ba lần rồi hả? Đúng rồi, thì lần đầu để trên đây, lần dưới để dưới đất nữa. Còn nhất quá tam không? Nhất quá tam 3 lần đi ra ngoài luôn. Mà con xin phép cậu cho cái vô đứng cho cái dù cậu nắng quá cậu ơi. Còn nhất quá tam là mới đổi hai nhỏ ra vào cổng luôn rồi. Đúng rồi đó. Đó là những em trai này nó đúng nè. Đuổi ra nhỏ ra. Ờ. Nhỏ mà phải đặt ngồi trên mộ cậu. Tuổi gì? Tuổi gì? Không có gì. Tuổi gì mà ngồi mộ cậu? Rồi hôm bữa tôi cũng nghe nói là cái bàn này sẽ dẹp đi mà chưa thấy dẹp nữa. Chưa, tại khán giả là còn tới cúng quá đó. Nên mới để lại cho người ta thắp nhang. Cái bàn này mà dẹp thì đâu có để chỗ để cúng đồ đâu. Thì đó người ta quay duyên ta mới để lại. Thì bây giờ nói chung ra anh em mình ai cũng bức xúc Kỳ Lân hết. Bây giờ mình ra mình tính sổ với nó đi. Đi anh em. Thì trưa nay là em thấy là ở đây cũng cúng một bàn. À, ba con gà này cả nhà. Ba gà quay luôn. À, ba con gà quay luôn cô chú anh chị. Ba gà của cô Yến Toàn cúng á nha. À, cô Yến Toàn hả? Cúng Toàn có nói là chút cúng xong toàn ai không biết nữa nè. À, cô Yến Toàn này cả nhà. Ba con gà quay. À, bên kia là mâm cơm nha cả nhà. Ờ, anh chị kia. Đây là cơm này. Đó, mâm cơm. Mâm cơm chay nha cả nhà, bên kia là đồ mặn. À, bên kia là heo quay, gà quay, xôi. Còn bên này là mâm đồ chay nha cô chú anh chị. À, mâm đồ chay. Sáng thì mấy anh cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị biết là cái có một cái điềm mà khi mà mang cặp Kỳ Lân này đến đó cả nhà. Đó, giờ cặp Kỳ Lân này mang đến đây cả nhà. Có hai con Kỳ Lân này bị móm, mỏn bị móm. Bị móm hả? Ờ, cái gì? Móm mấy không? Hả anh? Gãy sừng hả? Gãy sừng rồi, Kỳ Lân lỗi. Sao kỳ vậy, cái móc đó đúng rồi, gãy cái móc rồi. Này là hình như là lúc đưa vô là bị rồi đúng không? Bị sẵn nó mày nè. Bị sẵn rồi, nó mày rồi. Này đây còn à. Nha cả nhà. Đó, gõ liền. Vậy là bị sẵn rồi. Bởi vì bị sẵn rồi thôi. Đi vô một cậu đâu được. Đâu? Móm hả? Móm bị gãy sừng nữa nè. Của người ta là cái móc nữa phải không? Nè, cái móc của cái đàn này. Đúng rồi. Bên này bị bên này nè, nó đứng lên luôn nè, thấy không? Nó mài vũa lại nè, đúng không? Đúng rồi. Thấy không? Bên này nó cong rồi, thấy không? Bên kia dựng đứng lên luôn rồi. Bởi vậy không phải nguyên bản là đúng rồi. Mọi chuyện nó sẽ xảy ra khác như ý muốn luôn. Đó, cô chú anh chị, đó là điểm báo cho nên là mấy anh này anh đã phân tích cho bà con cô bác cũng như là cô chú anh chị nghe thì cô chú anh chị thấy đúng hoặc sai gì đó thì cứ để lại comment bên dưới nha cô chú anh chị, cả nhà mình thảo luận để lại comment thì đến đây Pháp Vũ Vlog cũng xin dừng lại clip, mong là cô chú anh chị xem thấy hay thì để lại một like một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo.